VNPT Technology vừa ký kết thỏa thuận về việc sử dụng bản quyền công nghệ với Qualcomm, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, sản phẩm và dịch vụ di động thế giới. Theo đó, sau khi ký kết bản quyền công nghệ với Qualcomm, VNPT Technology sẽ sử dụng hàng nghìn bản sáng chế liên quan đến công nghệ LTE và CDMA có giá trị toàn cầu của Qualcomm để nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ phục vụ ngành công nghiệp toàn cầu. Sau ký kết, đơn vị này sẽ sử dụng những công nghệ của Qualcomm như các con chip để thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao. Tại Việt Nam, với việc các nhà mạng đang tích cực triển khai hạ tầng mạng di động 4G, LTE, dự kiến mạng di động công nghệ thế hệ mới sẽ được phủ sóng toàn quốc ngay trong năm nay.